No, that was part of my, I guess my what you call fantasy. These people were selected. I took them back to the bedroom. You took who back to the bedroom? The family, the bedroom, the four members. All right, what happened then? At that time, I tied them up. While still holding them at gunpoint? Well, in between tying and yes. Did he subsequently die? Well, yes. I didn't just stay there and watch him. Then I was moved around the room, but left that. Let me think now. Okay, and then I drove up northeast of Sedgwick County and dropped her off underneath the bridge. So all of these incidents, these 10 counts, occurred because you wanted to satisfy a sexual fantasy, is that correct? Yes. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một nhân vật, một tên sát nhân cực kỳ nổi tiếng trên nước Mỹ. Không phải là người đàn ông giết nhiều người nhất, nhưng là một người có một cái tính cách, có một cái nhân cách nó quái dị nhất. Riêng với mình á, là quái dị nhất trong những người mình biết cho đến tận bây giờ. Nói về đời thường, ông ta có một cuộc sống mà nhiều người mong muốn có được. Là một công dân chuẩn của nước Mỹ, mình nói từ chuẩn luôn đó. Nhưng mà đằng sau á, những tội ác ông ta làm á, các bạn sẽ không có tưởng tượng nổi về cái sự kinh dị và ác độc của nó. Và người dân nước Mỹ dường như đã quên luôn ông này vào vĩnh viễn rồi. Cho đến vài tháng gần đây, có nhiều cái sự kiện trùng lập á, nó xuất hiện, khiến cho người ta một lần nữa lại nhớ về ông. Một sự trùng hợp quá kinh dị, quá đáng sợ. Dennis Rader sinh năm 1945, lớn lên tại Wichita, tiểu bang Kansas, là một nơi cực kỳ yên bình và an ninh, ít có những cái tệ nạn xã hội. Và ông ta lớn lên trong một cái môi trường như vậy. Ngoài ra, ba của Dennis Rader là một người đàn ông cực kỳ chuẩn mực, cựu quân nhân của nước Mỹ luôn, sống rất là lành mạnh. Mẹ của ông là một người phụ nữ đàng hoàng. Dennis Rader có ba người anh em, ông ta là anh cả. Từ nhỏ người ta đánh giá Dennis Rader là một người có trách nhiệm trong cuộc sống nè, một đứa trẻ ngoan, thông minh, lanh lợi. Và ông này từ nhỏ không hề bị đánh đập, hành hạ, bị bạn bè xúc phạm hay bị lạm dụng tình dục, hoàn toàn không có. Cho đến khi sau này bị bắt, ông mới tâm sự, ông mới kể những cái quá khứ bóng tối của ông. Đối với mình, đó là những cái dấu hiệu bẩm sinh. Dấu hiệu thứ nhất là ông thích những cái tranh ảnh đồi trụy và ông ta mang những cái này vào trong cái túi hay là vào trong cái ba lô của mình. Thứ hai là khi mà ông ta nghe những cái vụ án giết người hay là coi những cái vụ án giết người, kích thích nổi lên, ham muốn nổi lên, nhưng hồi đó còn nhỏ, thành ra không biết là mình thích gì và ham muốn gì. Thứ ba, thích trói những con mèo trên cành cây và đợi cho đến khi chúng gần chết hoặc là chết luôn. Và điều cuối cùng, Dennis Rader thất vọng về mẹ của mình, hay là có một chút gì đó oán hận vì mẹ mình không có chăm sóc mình đầy đủ như những người em. Có một lần khi mẹ của Dennis Rader rớt một cái nhẫn, bà ta mới lo sợ và buồn, tại vì sợ ông chồng của mình phát hiện ra. Bà mới gọi Dennis đến giúp đỡ và tìm cái nhẫn. Cái khoảng cách đứng xa xa người mẹ của mình á, Dennis Rader thấy cái sự bất lực của bà, giống như ông ta ngửi được cái mùi bất lực vậy đó. Và ông ta tưởng tượng rằng nếu một người phụ nữ khác cũng như vậy thì sẽ ra sao. Và xin nhắc lại nha, Dennis Rader chưa bao giờ có những cái cảm giác bệnh hoạn với mẹ mình, chưa bao giờ. Tại sao mình nói những dấu hiệu trên là dấu hiệu bẩm sinh? Tại vì những tên sát nhân khác mình từng làm trong quá khứ á, họ bị cha mẹ đánh đập nè, bị lạm dụng tình dục nè, bị bạn bè hành hạ, và nhiều cái môi trường xung quanh khác làm cho họ bị sang chấn tâm lý. Và họ dồn những cái này sang một cái vật thể khác, và mọi ngày nó tệ thêm. Rồi từ từ họ trở thành những kẻ bệnh hoạn, những tên sát nhân. Đó là những cái nguyên nhân. Còn ông này từ nhỏ không ai làm gì ông mà ông đã có rồi. Mình tạm thời là cho dấu hiệu bẩm sinh đi.
Tuy nhiên, từ nhỏ đến lúc trưởng thành thành thanh niên luôn, ông ta chưa bao giờ gây ra một cái tội án nào, chưa bao giờ phạm pháp hoặc là bị một người phụ nữ nào từ chối trong cuộc sống. Rất là êm đềm, rất là tốt đẹp. Ông tham gia vào quân đội của nước Mỹ, không quân. Và để vào được không quân, bạn cũng rất là giỏi các bạn nha. Và ông này khá là giỏi. Ông từng sang Nhật nè, từng sang Úc nè, và từng sang Hàn Quốc. Đó là những gì mình nhớ. Ông lắp đặt những cái thiết bị anten. 4 năm sau thì ông xuất ngũ và trở về làm cho một hãng thịt do mẹ mình làm quản lý. Vào năm 1971, sau một năm ông làm á, ông bắt đầu đăng ký làm cho một công ty gọi là Coleman. Từ năm 1972 đến năm 1973, ông làm về cũng điện tử luôn. Đến năm 1974, suốt đến năm 1988, ông đăng ký làm cho một công ty chuyên gắn những cái thiết bị bảo vệ nhà, ADT. Công ty này khá lớn, cho đến bây giờ luôn, vẫn còn rất là lớn. Và ông ta tận dụng những cái quyền lợi của một quân nhân nước Mỹ để đi học đại học. Ông ta học cái ngành là Criminal Justice, tức là nghiên cứu về tâm lý của tội phạm, hay là bảo vệ những người bị hại, hay là giúp đỡ những người bị tình nghi là kẻ giết người. Nói chung là rất là rộng lớn các bạn, mình chỉ biết sơ sơ như vậy mà thôi. Ông ta tốt nghiệp loại khá nha, vào năm 1979, tức là vừa đi học vừa đi làm. Đến năm 1991 á, ông trở thành một nhân viên chính phủ, chuyên gia giám sát những cái cơ sở thương mại để đảm bảo rằng họ làm đúng luật pháp. Các bạn thấy không? Sự nghiệp của ông này khá là đều đặn. Ông làm chỉ có đi lên thôi, sự nghiệp đi lên chứ không có đi xuống. Như những tên sát nhân khác là làm việc bị đuổi đi nè, thiếu thốn về tài chính, học hành không ra gì. Ông này hoàn toàn ngược lại. Ông ta lấy vợ năm 1971 và hình như là có 3 người con. Những người con của ông ta sau này kể lại á, trước khi biết ba mình là một kẻ sát nhân á, ông này là một người cha tốt, vì gia đình, vì vợ, vì con, và không hề có một cái dấu hiệu bệnh hoạn nào để cho vợ và con nhận ra được. Ông còn phục vụ cộng đồng rất là nhiều, tới mức mà ông được bầu làm chủ tịch của một cái nhà thờ. Họ tin tưởng ông và giao chìa khóa cho ông. Các bạn có thể thấy nhân cách đầu tiên của ông á, là một chuẩn man, một người đàn ông đích thực. Đây là lần đầu tiên các bạn mình đến một cái vị trí mà ngay ban ngày á, mà mình cảm thấy cái sự rùng rợn của nó, cực kỳ rùng rợn luôn. Cái vụ án á, nó cũng xảy ra vào ban ngày các bạn nha, chứ không phải là ban đêm. Đối diện các bạn á, là một căn nhà màu trắng. Năm 1974 á, đã có một cái vụ thảm sát xảy ra trong căn nhà này, giết chết 4 người tất cả luôn. Và nếu mà không có cái sự can thiệp của chính quyền á, có lẽ căn nhà trở thành một căn nhà ma thứ thiệt luôn các bạn. Một gia đình người Mẽ gốc Tây Cơ, họ là Otero, họ đã đến căn nhà màu trắng đối diện vào năm 1973. Họ ở được khoảng chừng 6 tháng thôi. Thì trong vòng 6 tháng đó đã có một người đàn ông theo dõi họ gần như mỗi ngày luôn. Và người đàn ông đó đã đột nhập vào trong căn nhà vào khoảng giờ này nè, giết hết 4 người luôn. Và người đàn ông đó chưa bao giờ gây ra một vụ giết người nào trong cuộc đời của ông ta. Là một người cực kỳ tốt, một công nhân rất là tốt, không có dính dáng gì đến một cái giết người, hay là có lịch sử sử dụng vũ khí trong quá khứ, nhưng mà hành động như một kẻ chuyên nghiệp. Các bạn biết đây là một cái thành phố nó rất là yên bình và nông thôn, đúng không? Và người dân á, ở những vùng nông thôn này á, họ thường là thả chó ra ngoài vào buổi sáng, rồi họ đóng cửa lại nhưng họ không lót cửa. Người đàn ông lạ mặt á, đã biết được căn nhà này hay làm như vậy vào 7 giờ sáng. Thành ra ông ta đã chui vào và núp trong căn nhà. Đến thời điểm thích hợp, ông ta đã dùng súng và khống chế 4 nạn nhân. Ông ta nói rằng ông ta là một tên cướp, ông ta cần tiền, ông ta cần xe, cần thức ăn. Ông ta sẽ đi sau khi thực hiện xong những điều này. Các bạn chờ mình xíu nha, đang có người, rất nhiều người nhìn mình. Các bạn biết á, những tên cướp á, thường thường khi mà họ đột nhập vào nhà
của nạn nhân á, họ không có khuynh hướng giết người, họ chỉ muốn lấy tiền thôi và lấy xe. Tại vì nếu mà giết người bị bắt lại tội rất là nặng, thành ra chỉ cần cướp mà bị bắt lại tội sẽ nhẹ hơn. Thì như một cái bản năng, bốn người trong gia đình nó chấp nhận cho Dennis Rader trói lại, hy vọng ông ta chỉ lấy tiền xong ông ta đi. Nhưng không, ông ta trói xong và ông ta giết tất cả bốn người. Hai vợ chồng á, thì ông ta dùng dây xiết cổ. Tuy nhiên vì ông ta chưa giết người lần nào, thành ra ông ta không biết giết người ra sao. Những nạn nhân đã thức dậy, chỉ bị ngạt thở thôi. Và nó gây cho ông này một cái cảm hứng. Tức là ông cứ xiết cho người ta gần chết rồi thả ra, xiết cho người ta gần chết thả ra, đến khi người ta chết luôn. Ông khoái cái cảm giác này. Ông đối xử như vậy với một đứa bé 9 tuổi là con của hai vợ chồng. Vậy thì còn người thứ tư là sao? Là một cô gái, một cô bé các bạn mới có 11 tuổi thôi. Ông ta mang xuống tầng hầm, treo cổ lên, rồi ông ta thẩm du. Sau khi thẩm du xong, ông ta mới lau dọn thẩm du của ông ta và bỏ đi, để xác cô bé 11 tuổi nằm dưới basement. Cái vụ án nó xảy ra, nó rúng động cả một thành phố luôn. Tại vì đây là một thành phố cực kỳ yên bình và an ninh. Người ta không biết thủ phạm là ai, một người như thế nào. Cho đến bây giờ căn nhà này không biết có bao nhiêu người chủ đã ở, bán đi bán lại. Nhưng mình thấy nó gần như là bị bỏ trống các bạn. Và hình như là có người trong đó để lau dọn. Mình không biết các bạn, hay là mình không dám đứng gần. Mình rất muốn vào ban đêm, nhưng mà mình sợ rằng mình sẽ bị trespassing. Và mọi việc nó cứ êm dần đi. Khoảng 9 tháng sau, ông ta lại đi trên những con đường như vậy để săn tìm một nạn nhân mới. Thì nạn nhân này là hai anh em. Người chị là 21 tuổi, người em là 19 tuổi. Ông ta lần mò về nhà theo hai người này. Và ông ta dùng súng khống chế họ. Người em thì chống cự lại. Ông ta lấy súng bắn hai phát vào đầu người em, nhưng bắn hụt, người em bỏ chạy được. Còn người chị thì xui xẻo không thoát được. Trong lúc người em quay về đó, thì người chị đã bị đâm nhiều nhát dao và chết tại chỗ. Chứng tỏ ông này không hề cần biết nam hay nữ, chỉ cần ngán đường của ông ta là ông ta xử. Như một kẻ giết người chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ rất là lâu. Kỳ tích của ông này đến bây giờ nó còn xuất hiện luôn. Tức là ở đây nó có cái bảng nè. Nếu mà có chuyện gì xảy ra sẽ gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ tới. Chứng tỏ là người dân trong đây họ còn sợ cái ông này đến mức nào. Ông ta ở gần đây không xa các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đến ngôi nhà của ông ta luôn. Bá đạo cái nào. Sau khi mà người chị bị chết á, cảnh sát không biết rằng cái vụ án này là do một người gây ra. Thành ra họ mới nghĩ rằng hai hung thủ khác nhau trong thành phố. Nhưng không. Ông này ông gọi cho sở cảnh sát luôn. Ông nói những vụ án này chỉ do một người gây ra thôi. Đó chính là tôi. BTK cũng là cái biệt danh mà ông đặt cho ông. Tức là che mắt người ta, hành hạ rồi giết. Đó là từ viết tắt. Và ông ta còn nói một câu nữa. Tôi có một con quỷ trong người. Con quỷ này cực kỳ độc ác. Nó đang chiếm dần cơ thể của tôi. Và nó sẽ gây ra những cái đau đớn cho cộng đồng, cũng như cho cơ thể của tôi. Nhưng nó quá lớn, thành ra tôi đành phải để nó ngự trị trong con người của mình. Các bạn thấy không? Có chó rất là nhiều khu vực này. Rất là nguy hiểm các bạn, không có giỡn đâu. Tại vì những gì ông ta gây ra cho khu vực này đến bây giờ vẫn là một cái gì đó mà người dân chưa thể quên được. Rất là đau đớn, rất là dã man. Và ông ta gây án vào ban ngày chứ không cần vào ban đêm. Đến rồi các bạn, nhà của ông kìa, đập nát hết rồi. Forbes đã đến trễ nhiều bước chứ không phải là một bước. Hồi đầu thì khi nghe người ta nói rằng là người ta tính đập thôi năm ngoái, mà không ngờ năm nay nó đã xong hết như vậy rồi. Căn nhà không còn nữa. Ông này ở trong một cái khu nhà cũng khá là an ninh. Và hồi xưa có thể gọi là có tiền và thành công á, mới ở trong được cái khu như vậy. Dù thất bại đi chăng nữa, Forbes cũng mời các bạn đi tham quan luôn cái mảnh đất của ông ngày xưa. Trước mặt các bạn á, là cái mảnh đất của ông á, và người ta đập nó. Không có lý do gì mà giữ một cái mảnh đất như vậy lại. Không ai muốn thấy nó hết, tại nó quá tàn nhẫn đi. Nó là một câu chuyện man rợ có thiệt, chứ không phải là một câu chuyện ma tâm linh. Nó gây ảnh hưởng cho tâm lý rất là nhiều người dân địa phương, cũng như là toàn cả tiểu bang trên nước Mỹ luôn. Thành ra cái việc đập nó mình nghĩ là sớm hay muộn mà thôi. Trong khoảng thời gian ông ở cái khu nhà này nè, lúc đó vợ ông có thai năm 1977.
và có lẽ là mất 3 năm trời, con quỷ trong con người của ổng mới xuất hiện và nó sai bảo ổng là hãy đi săn những con mồi. Thì cái hình thức của ông này, ổng săn mồi rất là ghê các bạn. Ổng đi lang thang những khu vực xung quanh. Ổng là một nhân viên gắn những cái hệ thống alarm bảo vệ nhà cho người khác đó. Thành ra là ổng có cơ hội để tiếp xúc với nhiều căn nhà và ổng sẽ chọn cái đối tượng nào mà ổng thích. Ai không thích thì ổng bỏ đi, hoặc là nhiều khi ổng đổi ý, ổng bỏ đi, ổng sẽ chọn đối tượng mới. Hồi xưa sau khi mà có 4 cái có 5 cái chết xảy ra đó, người ta bắt đầu người ta gắn hệ thống bảo vệ nhà nhiều hơn. Nhưng mà họ không ngờ rằng á, cái người gắn cho họ là một kẻ giết người và có thể là vào được nhà của họ. Mà trong khoảng thời gian này á, ổng đã kiếm được 2 con mồi. Người phụ nữ đầu tiên á, tên là Kathleen, người thứ hai tên là Nancy. Ổng tiếp xúc á, cô Kathleen này á, ổng vào nhà của cổ, ổng nói rằng ổng là một nhân viên thám tử. Ổng đưa hình vợ con ổng ra luôn để nói rằng ổng đang kiếm 2 người này. Thì con trai của cô Kathleen không biết, mới cho ổng vào. Và khi ổng vào, ổng dùng súng, ổng khống chế 4 người, 3 đứa trẻ và một người mẹ đơn thân. Sau đó ổng nhốt 3 đứa trẻ trong một cái phòng và ổng rủ cô Kathleen này uống rượu, hút xì gà với ổng. Thì mình không biết ổng làm ra sao, như thế nào ổng đã trói được cổ, nhưng mà lại làm cho cổ bình tĩnh và tin tưởng ổng. Ông này nhìn ở ngoài rất là đạo mạo. Có lẽ cô này chuẩn bị tinh thần là ông này chắc là chịch một cái là bỏ đi thôi, chứ không có làm gì. Và trong cái giây phút mà cổ bình tĩnh á, nó giống như một con mồi vậy đó, là đang thoải mái. Ông vồ lấy cổ và ông siết chặt, siết cổ, cổ chết luôn. Rồi ông thẩm du trên cơ thể của cổ, lau chùi và bỏ đi. Nạn nhân thứ hai là Nancy, 25 tuổi, cũng y chang như vậy. Thì sau khi mà thanh toán được 2 người này xong á, ổng mới gọi cho cảnh sát và nói rằng ổng cần phải giết thêm bao nhiêu người để được nổi tiếng, trở thành một tên sát nhân vĩ đại của nước Mỹ. Sau cái vụ án đó là nó gây rúng động, là báo động đỏ trên toàn nước Mỹ luôn, để kiếm PKK là một con người như thế nào. Và hành tung của ông này không có giống như những sát thủ khác. Ổng cứ vài năm là một lần, giống như ổng đang nuôi một con thú trong người của ổng. Và khi nào con thú ổng thức dậy, nó đòi đi ăn, ổng phải kiếm đồ ăn cho nó. Cái lý do mà ông ta tha cho 3 đứa con của cô Shirley, tại vì lúc đó là vợ ông đang mang thai, có lẽ ông còn một chút nhân tính cho đứa con trong bụng của người vợ mình. Nhưng mà mất khoảng 8 năm hay là 6 năm, ông đã dòm ngó một người phụ nữ và ông ta đã giết bà này bằng một cách cực kỳ bệnh hoạn. Và mình đang ở đối diện căn nhà của bà ta, mình mới biết luôn các bạn. Căn nhà này hiện tại bây giờ có người ở các bạn nha. Thành ra là Ford không có dám đến gần được. Ông theo dõi bà này rất là nhiều ngày. Rồi sau đó đột nhập vô nhà bà, núp trong tủ quần áo. Và chồng, bạn trai của bà cùng với bà bước vào căn nhà này khoảng 11-12 giờ đêm. Mà các bạn tin không, nếu mà cái người bạn trai này mà không về sớm là ông xử người bạn trai này luôn. May mắn là người bạn trai này về. Sau đó cái bà chủ nhà, bà tên là Marine, đúng rồi, bà mới thay đồ và ông này ông bước từ trong tủ quần áo ra như ông kẹ vậy đó, Bookyman, siết cổ bà này và mang bà này đến một cái chỗ mà các bạn sẽ không có ngờ đến. Ông Dennis Rader đã đem xác của bà Marine vào trong đây, cởi đồ của bà hết ra, chụp hình. Ông lấy những cái miếng vải các bạn để ông che các cánh cửa sổ lại, không cho người ta thấy. Mình không biết là ông có thẩm du trong nhà thờ hay không, nhưng sau khi chụp hình xong á, ông mới đem xác của bà vào trong trunk xe và rồi chở đi quăng tại bờ sông. Cái vụ án nó xảy ra năm 1984. Cái vụ việc nó im luôn cho đến 8 năm sau, vào năm 1991. Thì lúc này người ta bắt đầu là người ta quên ổng rồi và người ta nghĩ ổng đã chết. Tại vì thời gian rất là lâu, ổng không để cho người khác quên mình. Ổng đã giết một người phụ nữ, đây cũng là người cuối cùng. Bà này á, bà là một bà lão bình thường thôi. Và lúc đó ông Dennis Rader, BTK ấy, cũng đang họp trong nhà thờ luôn. Ông đang họp, ông dừng họp lại, ông kêu là ông bận chuyện. Rồi ông đi ông giết cái bà đó. Sau khi giết xong á, ông mới để xác bà trong một khu rừng rồi về họp lại. Rồi sau khi họp xong á, ông mới ra dọn cái xác của bà, lấy những cái món đồ cá nhân của bà rồi bỏ đi. Đó là cái vụ án cuối cùng. Có nhiều người nói cái vụ án cuối cùng này là để cho người ta biết rằng BTK còn tồn tại và ông ta sẽ quay lại bất cứ thời điểm nào mà ông ta muốn. Thành ra mình không nắm vững rõ là cái vụ án năm
1991 á, ông ta có thẩm du hay không. Và hai vụ án đó đều xảy ra trong cái nhà thờ này, hay là có liên quan đến cái nhà thờ này. Ổng thời điểm đó các bạn đã lên một cái chức vụ khá cao trong thành phố rồi. Ngoài ra ổng còn là chủ tịch, hay gọi là president của nhà thờ. Thành ra ổng có chìa khóa và được nhiều người cho niềm tin. Cho nên khi mà ổng mang một cái xác vào trong đây không ai để ý hết. Đủ, các bạn thấy là ông này ổng không biết sợ, ổng không quan tâm. Khi con thú của ổng đã nổi lên trong người của ổng rồi là ổng không cần biết đứa nào hết. Theo như những hình ảnh á, mà mình quan sát được á, đây là cái vị trí mà ổng đã treo những cái tấm vải, rồi sau đó cởi đồ của bà Marine ra để chụp hình nè các bạn. Đây là những cái vị trí cửa sổ nè. Nếu mà những hình ảnh mà mình đã tìm kiếm đúng á, thì mình đã tìm đúng cái vị trí cửa sổ. Rất tiếc là mình không có vào bên trong được. Thật sự mình vào được, nhưng mà đây là một cái nhà thờ, thành ra mình không thể nói xạo là mình vào để tham quan. Mình nói thiệt cho, phải nói thiệt cho họ biết là mình vào để tìm cái hiện trường của vụ án BTK. Là chắc chắn là họ sẽ không để mình vào. Và thông cảm là dạo này video của mình quay ở ngoài hơi nhiều, ít vào bên trong. Tại những cái video này càng ngày nó càng khó, thành ra là Forbes chưa có đủ kinh phí, cũng như là chưa có đủ uy tín để nói chuyện với là chủ nhà hay là chủ nhà thờ để vào bên trong được. Để vào trong những chỗ này á, mà nói ra về cái vấn đề vụ án á, thì mình nghĩ họ cũng không thích. Tại đây là một cái quá khứ xấu hổ của một nhà thờ. Mình đã vô tình may mắn mình gặp được một người dân địa phương biết rõ về ông Dennis Rader. Ông ta có sở thích á, trước khi bị bắt á, là hay đến những con đường highway như vậy nè, đứng một mình hay ngồi một mình. Đúng hơn là kiếm những cái chỗ hoang vắng, đơn sơ, nhìn ngắm xe cộ một mình. Thì lúc mà ổng chưa bị bắt á, người ta cho rằng ổng là một con người bình thường, thích trầm lặng, giống như là relax gì đó. Có lẽ bây giờ người ta nghĩ có một số lý do khác. Thực sự cái cảm giác mà đứng trên con đường xa lộ như vậy rất là sợ các bạn, không có dễ dàng đâu, tại vì xe chạy qua rất là nhiều. Ông này cũng thuộc gọi là gan dạ đó. Mình đứng đây mình cũng ớn ớn nữa, không biết cái xe nào chạy qua mình hay không nữa, lát nữa. Chúng ta nói về đa nhân cách các bạn nha. Đa nhân cách á, là nó thể hiện nhiều tính cách, hàng trăm tính cách trên một con người. Có thể là bạn bị bệnh, hoặc bạn sinh ra bạn bị như vậy, hay là nhiều cái lý do trong cuộc sống á, mình bị stress, mình có cái tính cách này. Tức là trong một con người có hàng ngàn tính cách. Nhưng nếu bạn là một con người bình thường, bạn sống với lại hai cuộc sống khác nhau, và mỗi cuộc sống á, bạn cho một con người khác, và bạn nhận ra điều đó, cũng có thể gọi bạn là một người đa nhân cách. Điều đó mình nghĩ cũng không hoàn toàn là sai. Nhưng vấn đề cuối cùng, bạn chọn nhân cách nào cho con người của mình mà thôi. Rõ ràng Dennis Rader là một con người sống với hai nhân cách. Một người cha tốt, một người chồng tốt, một người đóng góp cho xã hội. Ngoài ra ông ta còn có một con quỷ trong người. Năm 2005, Dennis Rader bị bắt. Nhưng sau này người ta tìm hiểu lại được á, rõ ràng là không phải ông bị bắt bởi cảnh sát, mà ông ta cố ý để bị bắt. Ông ta đã nói chuyện rất nhiều lần với cảnh sát vào năm 2004. Rồi sau đó ông ta còn đi lấy những cái đồ vật của nạn nhân trong quá khứ, cất trong một cái hộp, rồi quăng tại một chiếc xe truck của một người lạ. Và cái xe của ổng á, đã bị chụp hình. Nhưng mà thời năm 2004 á, camera chưa rõ, thành ra người ta không thấy được biển số xe. Chưa hết, ông ta hỏi một câu: nếu bây giờ tôi cung cấp cho anh một cái đĩa cứng, trong cái đĩa cứng đó có thông tin về tôi, liệu anh có biết được tôi đang ở đâu hay không? Và theo luật nước Mỹ á, cảnh sát phải trả lời thật, không được trả lời dối. Tại có thể cái người nói chuyện với mình bên kia đó là một người thân của hung thủ. Họ muốn cung cấp một cái chứng cứ cho cảnh sát, và họ không muốn tiết lộ thân phận mình là ai. Có nhiều vụ án đã xảy ra như vậy trên nước Mỹ. Vì muốn bắt được ông này, cảnh sát đã nói dối. Cảnh sát đã nói ra tôi sẽ không biết được anh là ai nếu anh chỉ giao cho tôi cái đĩa cứng. Và từ cái đĩa cứng đó, người ta bỏ vào computer, người ta đã xác định được Dennis Rader là chủ tịch của một cái nhà thờ, và bắt Dennis vào năm 2005.
Qua cái điều đó chứng tỏ cho thấy một điều á, là David Rader đã tự thú chứ chưa bao giờ bị cảnh sát bắt. Tại cái lần giết người cuối cùng á là vào năm 1991. Nếu ông ta im lặng luôn á, ông ta thoát tội được rồi. Thậm chí á, có nhiều người bị bắt oan, Dennis Rader cũng gọi đến và confirm lại rằng đó không phải là ông ta. Dennis Rader không muốn ai lấy những cái tác phẩm nghệ thuật của mình, những cái di sản giết người của mình. Ông ta hoàn toàn không muốn điều đó. Thành ra ông ta quyết định là đầu thú để cho mọi người trên nước Mỹ hay thế giới biết rằng BTK thật sự là ai. Hoặc ông muốn tìm một ai đó giống như mình và cho họ một cái cảm hứng để làm công việc giống mình trong tương lai thì sao? Brian Kohberger là một cái tên được tìm kiếm rất là nhiều trên mạng xã hội hiện đại, nhất là ở Mỹ. Và đặc biệt những bạn nào mà đam mê về những vụ án giết người ấy, càng thích thú nữa, càng muốn tìm hiểu. Brian Kohberger hiện tại là tình nghi số 1 đã gây ra cái chết của 4 sinh viên tại chung cư 1122 đường King Road. Và 99% người dân nước Mỹ cho rằng Brian là kẻ giết người. Cái vụ án này á, mình sẽ đi một cách nhanh, gọn và lẹ. Hy vọng một ngày kia khi có đủ thời gian và cơ hội, Fox sẽ đến hiện trường quay cho mọi người xem luôn. Nhưng đó còn là một cái sự may mắn nếu chúng ta còn cái duyên để làm phần 2. Chứng cứ đầu tiên, cái vỏ dao á, có tại hiện trường, có cái DNA trùng khớp với DNA của Brian, mặc dù hung khí không tìm thấy. Thứ hai, một chiếc xe Hyundai Elantra rất là giống với chiếc xe của Brian đã xuất hiện tại hiện trường ít nhất là 5 lần. 3 lần trước khi xảy ra cái vụ án mạng và 2 lần sau khi vụ án mạng xảy ra. 3 lần đầu xuất hiện vào trời rất là tối, khuya luôn. Và một lần vào sáng sớm khoảng 5-6 giờ sáng. 2 lần còn lại mới ghê nè. Vào tháng 11 ngày 13, lần đầu tiên là vào 4 giờ sáng và lần thứ hai là 4 rưỡi sáng. Kết quả pháp y á, của 4 nạn nhân á, được cho là chết trong khoảng thời gian từ 4 giờ sáng cho đến 4 giờ 30 sáng. Thứ ba, chiếc phone của Brian khi họ giữ lại, họ kiếm những cái dữ liệu và data, họ phát hiện cái phone này á, nó đã từng xuất hiện tại khu vực King Road rất là nhiều lần. Và trùng hợp, trong khi mà cái vụ thảm sát xảy ra, cái phone nó ngừng hoạt động luôn, nó không có tín hiệu. Và sau 4 giờ rưỡi á, cái phone một lần nữa nó lại có tín hiệu bình thường. Thứ tư, nạn nhân duy nhất còn sống, hình như có 2 nạn nhân còn sống. Một người hiện tại bây giờ là không có đủ mạnh mẽ để nói chuyện với truyền thông. Nhưng cái người mà còn lại á, nói rằng sát nhân là một kẻ đeo mặt nạ. Và anh ta có một cái chùm lông mày rất là rậm. Brian cũng có một cái chùm lông mày rậm y chang như vậy. Vậy tại sao Brian vẫn chưa bị kết tội? Hiện tại là Brian có một luật sư. Và bà luật sư này kéo dài cái vụ án cho đến tháng 5 hay tháng 6 năm nay luôn. Và họ sẽ đem ra xử lại. Mình biết nhiều người coi cái video này thấy nó không có hợp lý. Thậm chí những người dân nước Mỹ, mình có nói chuyện với họ, họ nói là chắc chắn thằng này là hung thủ. Chắc chắn nó là hung thủ rồi. Nhưng mà vì cái luật pháp của nước Mỹ xếp từng chồng, thành ra là nó kéo dài ra cái vụ án. Vì họ, khi mà họ bắt á, là họ muốn biết rằng là họ bắt có đúng người hay không, 100% phải đúng. Tại trong quá khứ á, đã có nhiều cái vụ án nó bị sai, họ rút kinh nghiệm. Vậy chúng ta hãy giả sử Brian Kohberger là kẻ giết người thì sao? Chúng ta thấy cái sự trùng hợp của gã với lại BTK rất là nhiều. Thứ nhất, hai người đều xuất phát trong một gia đình rất là tốt đẹp, đều thông minh, đều không bị những cái vấn đề về hồi nhỏ. Và họ đều chung một cái điểm, đó là học criminal justice,
tâm lý học về tội phạm hay là học về cái ngành mà luật pháp. Mà có nhiều người nói rằng á, Brian Koberger học về luật pháp, thành ra anh này ảnh biết được cái cách hành pháp của nước Mỹ, cố ý kéo dài cái vụ án ra, gây cái sự đau đớn cho người thân của nạn nhân và tạo ra cái sự ngông cuồng muốn mình là nổi tiếng giống như BTK đã từng làm. Nhưng một số người lại nói rằng á, Brian stress tới nỗi mà dùng dao tự rách mặt mình luôn. Và có nha, lên tòa có bị rách mặt một lần. Cái này không phải là do bạn tù rách đâu, tại vì anh này bị giam cách biệt mà. Mình đã nói rồi, rất là nhiều cái thuyết âm mưu trong cái lúc này. Nếu gã là hung thủ á, gã có nhiều cái hành động và cái suy nghĩ rất là giống BTK. Gã cũng đi thăm dò nạn nhân rất là nhiều lần, như săn mồi vậy đó, trước khi mà hành xử. Cho các bạn thêm vài cái trùng hợp đến đáng sợ nè. BTK giết người lần đầu tiên vào năm 1974 và kết thúc vào năm 1991, là 17 năm. Cho người ta biết rằng gã vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục. Chuyện này chưa kết thúc. Năm 2005, BTK bị bắt, rúng động cả nước Mỹ luôn. Từ năm 1974 đến năm 2005, người ta biết BTK là ai á, tròn 31 năm. Brian Koberger giết người vào năm 2002. Lần cuối cùng BTK giết người á, là vào năm 1991. Các bạn cộng 31 năm sẽ ra năm 2022. Và năm 2005, BTK xuất hiện trước truyền thông. Cộng với 17 năm cũng sẽ ra năm 2022. Đều trùng hợp với những gì Brian Koberger làm. Và cũng nhờ Brian Koberger, một lần nữa người ta nhắc đến BTK là ai. Cái này có thật sự các bạn nha. Các nhân viên FBI thấy cái sự trùng lặp nó ghê quá, đã phỏng vấn BTK luôn, hỏi ông này đã từng tiếp xúc với Brian chưa. Có thể là họ đã tiếp xúc với nhau và cho ra một kế hoạch, một khung thời gian nó điên rồ đến như vậy. Nhưng BTK hoàn toàn nói tôi không biết Brian Koberger là ai. Hiện tại BTK vẫn chưa bị tử hình, ông ta bị giam trong nhà tù. Và thời gian sau này á, người ta phát hiện ông này á, bị bệnh gọi là ác dâm hay là bạo dâm, hoặc là ái tử thi luôn, tức là thích quan hệ với người chết. Dennis Rader thích đi lang thang vào những cái khu vực hoang vắng, giống như là tự nghiệm bản thân của mình vậy đó. Và mình cho rằng á, ông ta đã quyết định đến đúng thời điểm ông ta sẽ công bố thật sự con người của mình là ai, là như thế nào. Khi một con quỷ xuất hiện á, nó sẽ tìm cách tồn tại. Nó sẽ tìm từ cách này sang cách khác, giống như là một con virus vậy đó. Nó bám từ người này sang người khác, cho đến khi nó tìm một con người thích hợp và nó sẽ quay trở lại. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.